Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh S Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu những nét nổi bật đặc sắc mà không nơi nào có được, đó là chợ phiên Bắc Hà và ngay bây giờ mọi người cùng tôi hãy khám phá ngay địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng này nhé. Chợ phiên Bắc Hà được chia làm nhiều khu chợ nổi tiếng vì còn giữ được vẻ nguyên sơ và mang đậm nét đặc trưng của các dân tộc vùng cao Việt Nam. Trong các phiên chợ họp ở Lào Cai thì chợ phiên Bắc Hà từng được bình chọn là một trong 10 chợ phiên độc đáo nhất Đông Nam Á. Chợ phiên Bắc Hà rất rộng, thường được chia thành nhiều khu với đặc trưng riêng của sản phẩm hàng hóa. Khu hàng thổ cẩm nổi bật nhất chính là khu chợ thổ cẩm nơi bày bán các món đồ thổ cẩm do chính người dân tộc nơi đây theo, dệt thủ công. Đến đây bạn có thể chọn mua vài bộ vải áo, khăn, túi, nhỏ xinh, màu sắc rực rỡ treo trong các gian hàng. Khu hàng rau quả xanh Khu chợ rau, củ quả xanh ở chợ phiên Bắc Hà cũng rất hấp dẫn với nhiều sắc màu của ớt đỏ tươi, rau xanh mướt, sáp ong vàng nghệ, cuốc sẻng đen đậm, bày ra thích mắt. Đến đây bạn có thể khám phá thêm nhiều món hàng là lạ thích mắt mà có thể trước đây chưa bao giờ được thấy đâu nhé. Khu gia súc gia cầm, chợ Bắc Hà chủ yếu là nơi tụ tập để bán ngựa, bán trâu nhưng với quy mô rất lớn lên đến hàng trăm con, cùng cánh đàn ông tụ tập đông đúc. Ăn gì ở chợ phiên Bắc Hà cộng ăn quà vặt từ 7 giờ sáng mọi người đã dọn hàng khắp các góc. Chợ Bắc Hà, khi vào bằng lối chính du khách sẽ gặp ngay những hàng quà bánh bày bán ở hai bên đường cũng như trong chợ. Thưởng thức thắng cố, thắng cố là một trong những đặc sản nổi tiếng không chỉ của Bắc Hà mà cả vùng Tây Bắc. Các chảo thắng cố bốc khói nghi ngút nằm ở một góc chợ Bắc Hà cũng là đặc điểm thu hút du khách đến với phiên chợ vùng cao này, nhất là đang vào những ngày mùa đông lạnh giá. Ăn sáng bằng phở chua. Một món ngon dân dã khác của người dân Bắc Hà là phở chua. Khu ăn uống của chợ phiên này cũng có rất nhiều hàng quán bán phở chua cho khách chọn. Bát phở chua đầy đặn từ thịt, dưa chua, bánh phở tới rau thơm, ớt, muối ăn kèm bánh đúc ngô bánh đúc ngô bắc hà sẽ được làm từ ngô tẻ đựng trong một chiếc chậu lớn khi ăn người bán sẽ cắt nhỏ ra cho thêm nước dùng và dùng kèm với hành rau rừng và ớt chính là món ngon đặc sản không thể bỏ lỡ ở chợ phiên bắc hà mà chắc chắn bạn sẽ rất thích rượu ngô bắc hà những ngày cuối tuần đến thăm vùng cao bắc hà đi chợ phiên bắc hà ta sẽ thấy quanh trục đường chính rượu ngô bắc hà được bày bán nhiều trong những đại lý hàng quán và tập trung thành nhiều góc nhỏ nhộn nhịp người mua kẻ bán mùi hương rượu thơm nồng đắm say lòng du khách khi thời tiết vào đầu thu khí hậu bắt đầu lạnh ngồi nhâm nhi chén rượu ngô trong chợ ta thấy trong lòng thật ấm áp